Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương, Đà Nẵng sẵn sàng các phương án cách ly tập trung cho người về từ vùng dịch, bao gồm cách ly tại các khu cách ly tập trung và tại khách sạn nếu người dân có yêu cầu. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 9 tháng 7 để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng chống dịch, nhất là kiểm soát từ vòng ngoài và vòng trong, để kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng có dịch, ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn Đà Nẵng. Các địa phương chủ động chuẩn bị để thiết lập lại các khu cách ly tập trung, đảm bảo cách ly người về từ vùng có dịch. Thành phố tiếp tục thực hiện cái chủ trương là cách ly người từ vùng dịch về đảm bảo 21 ngày. Những người nào mà có nhu cầu ở khách sạn thì chúng ta sẽ thực hiện theo khách sạn. Còn nếu những người nào mà không có nhu cầu đó thì chúng ta sẽ thực hiện tại khu cách ly của chúng ta thành lập. Các quận huyện là tìm kiếm và chuẩn bị là khởi động lại các cái khu cách ly do mình quản lý để mà có thể là sẵn sàng tiếp nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Ngũ Hành Sơn thiết lập lại cơ sở cách ly tập trung tại trường Việt Hàn trước đây để cùng với cơ sở cách ly tại ký túc xá phía Tây thành phố trước mắt tiếp nhận và cách ly tập trung người về từ vùng dịch. Thành phố cũng tiếp tục khảo sát các khách sạn có mức giá phù hợp để tổ chức cách ly tập trung cho người dân có nhu cầu. Về phía khách sạn thì giao cho sở du lịch tiếp tục tìm kiếm những cái khách sạn mà cái giá nó thấp hơn để mà chúng ta trao đổi để mà khách có thể có lựa chọn, nhưng mà tinh thần là hết khách sạn này mới đến với khách sạn khác. Giao cho sở thông tin truyền thông tiếp tục tuyên truyền qua nhiều kênh và đồng thời là thiết lập các cái ứng dụng mới để làm sao mà người về Đà Nẵng chúng ta người ta có cập nhật thông tin trước. Thống nhất mở lại hoạt động tắm biển theo khung giờ quy định và một số hoạt động thể dục thể thao phù hợp. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch trong nhân dân, kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng có dịch. Thống nhất xét nghiệm lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, cũng như test nhanh đối với tài xế qua chốt. Sở Công Thương chủ động nguồn hàng hóa đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của người dân thành phố. Các ngành liên quan nhanh chóng triển khai hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch cũng như lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.